Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, tiếp theo cái chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái lịch ngày xem ngày tốt xấu trong tháng 8 âm lịch của năm 2020. Đây là tháng đủ có 30 ngày. Cũng tương tự như cái cách xem ở các cái video trước thì trên đây chúng ta chú ý là cái âm lịch ở đây là 30 ngày từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30, còn tương đương với đấy là bên này là cái lịch dương và cái thứ ngày là cái thứ bao nhiêu. Ví dụ như ngày mùng 1 âm lịch là ngày 17 tháng 9 là vụ thuộc vào thứ năm, ngày đó là ngày Kỷ Hợi. Đấy. Kết luận lại ngày đó là ngày tốt hay ngày xấu thì chúng tôi đã ghi rất rõ ràng ở bên này rồi. Hôm đấy là ngày tốt, tuy nhiên đối với ngày này thì kỵ xây cất mồ mả. Đấy. Trong này thì có các cái ngày tốt là ngày mùng 1 này, ngày mùng 4 này. Ngày mùng 4 là kỵ kết hôn nhé. Còn ngoài ra các việc khác thì ta làm được. Ngày mùng 8 là ngày tốt. Còn ngày này thì kỵ xây cất mồ mả. Ngày 14 là ngày tốt này. Ngày 21 là ngày tốt. Ngày 24 là ngày tốt. 26 là ngày tốt. Ngày 28 là ngày tốt. Tuy nhiên ngày 28 thì là kỵ kết hôn. Và cũng tương tự như tất cả các tháng khác thì mỗi tháng là có 6 ngày tam nương. Thì chúng ta chú ý là ngày mùng 3, ngày mùng 7, ngày 13, ngày 18, ngày 22 và ngày 27 thì có tất cả là 6 cái ngày tam nương là như thế. Ngoài các cái ngày tam nương ra thì trong tháng còn có các cái ngày sát chủ. Như trong cái tháng 8 này thì có các ngày sát chủ là ngày mùng 3 cũng vô cái ngày tam nương rồi, ngày này là ngày rất xấu rồi. Ngày sát chủ tiếp theo là ngày 15 này. Và ngày sát chủ tiếp theo nữa là vô ngày 27. Đấy là những cái ngày sát chủ rồi ngày tam nương là chúng ta nên tránh những các cái ngày này. Và ngoài ra thì có một số các cái ngày bình thường cũng không tốt mà cũng không phải là xấu. Chúng ta có thể là xem để lựa chọn, tránh các cái ngày xấu ra. Ngày xấu thì có rất nhiều trong tháng, ví dụ như ngày mùng 3 này, rồi ngày mùng 5 này, rồi ngày mùng 7, rồi ngày 11, rồi ngày 13. Đấy, các cái ngày mà có cái màu chữ màu xám đây là ngày xấu nhá. Đấy, tôi đã đánh dấu ở trong này rồi. Rồi đấy, mọi người cứ xem đi xem lại, nếu mà xem mà nhanh quá thì chúng ta quay lại cái video để chúng ta xem ngày cho nó cụ thể hơn. Đây, cái cột này là cột âm lịch, nói lại để mọi người cùng xem từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30. Thì còn tương đương với đấy là bên này là các cái ngày lịch dương lịch và thứ ngày. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái lịch ngày tốt xấu trong cái tháng 8 âm lịch của năm 2020. Đây là một cái bảng rất là đầy đủ và chi tiết và có kết luận là tốt là xấu. Thì cũng mong rằng là với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được cái kiến thức phù hợp để chúng ta lựa chọn được cái ngày tốt, ngày xấu để làm việc trong cái tháng 8 năm 2020 này. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an
và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.